Chào các bạn, bạn có ý định du học Mỹ và đang rất thắc mắc về hồ sơ xin visa du học. Trong chương trình ngày hôm nay, Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc đó thông qua thư của các bạn độc giả đã gửi về cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên của bạn Thảo Ly đến từ Vũng Tàu. Câu hỏi như sau: Xin chào Tân Đại Dương, em đang tìm hiểu thông tin du học Mỹ nhưng không biết yêu cầu nhập học của các trường bên Mỹ thì như thế nào, nhờ công ty giải đáp giúp em. Câu hỏi của bạn Thảo Ly, Tân Đại Dương xin được trả lời như sau. Đối với chương trình trung học phổ thông tại Mỹ, bạn cần tốt nghiệp lớp 9 tại Việt Nam. Đối với chương trình dự bị đại học hoặc cao đẳng cộng đồng thì phải hết lớp 12 tại Việt Nam. Đối với các trường đại học ở Mỹ tương đối khác nhau và phụ thuộc vào quy định của từng trường. Thông thường thì bạn sẽ cần phải tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam với số điểm từ 7.0 trở lên và đáp ứng đủ yêu cầu tiếng Anh. Chương trình thạc sĩ yêu cầu bạn phải có bằng tốt nghiệp đại học tại một trong những trường đại học uy tín tại Việt Nam. Một số trường sẽ yêu cầu điểm GMAT hoặc GRE. Ngoài ra thì bạn và gia đình cần phải chuẩn bị tốt về mặt tài chính để chứng minh rằng mình đủ khả năng chi trả cho quá trình học tập tại Mỹ. Vâng, và câu hỏi thứ hai của một bạn có email là uyennhi@gmail.com. Bạn hỏi như sau: Tân Đại Dương có thể giúp em giải đáp thông tin này nhé. Em muốn đi du học Mỹ nhưng nếu em đáp ứng chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học thì có hướng đi nào tốt cho việc này không ạ? Khi phỏng vấn với lãnh sự có thể trao đổi bằng tiếng Việt hay không? Và các lý do cơ bản khi bị từ chối visa du học Mỹ là gì? Vâng, và câu hỏi của bạn, Tân Đại Dương xin được trả lời như sau. Đầu tiên, về việc học tiếng Anh, khi bạn chưa đáp ứng đủ điều kiện đầu vào cho các trường, bạn có thể học khóa đào tạo tiếng Anh tại các hệ thống như IELTS, FLS, hoặc sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo Anh ngữ tại các hệ thống này có thể lựa chọn một trong nhiều trường trung học phổ thông, đại học và cao đẳng liên kết trên toàn nước Mỹ. Rất nhiều trường trong số các đối tác, các hệ thống này có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng ở Mỹ. Thứ hai là phỏng vấn với lãnh sự bằng tiếng Việt. Điều này là được các bạn nhé. Các viên chức lãnh sự đều biết tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng ta nên cố gắng trao đổi bằng tiếng Anh thì sẽ tốt hơn cho bạn đấy. Và thứ ba là các lý do khi bị từ chối visa du học Mỹ. Rớt phỏng vấn có thể có rất nhiều lý do, nhưng cơ bản là những lý do sau đây. Thứ nhất, bạn gian dối khi trả lời phỏng vấn. Thứ hai, không thuyết phục đại sứ quán là sau khi du học xong bạn sẽ trở về Việt Nam. Thứ ba, trong quá trình phỏng vấn, bạn bị phát hiện giấy tờ giả. Vì Mỹ muốn hạn chế số lượng sinh viên sang du học nên tất cả các học sinh đều phải thật nghiêm chỉnh và đừng bao giờ có ý định sang Mỹ mà tìm cách ở lại. Vâng, và câu hỏi tiếp theo là của một bạn khán giả có nickname Mèo Con. Bạn hỏi các bước tiến hành cho hồ sơ du học Mỹ, hồ sơ bao gồm những gì và mất bao lâu để hoàn tất. Và câu hỏi của bạn Tân Đại Dương xin được trả lời như sau. Trước tiên bạn cần phải xác định bạn sẽ học tại bang nào. Học sinh đến Mỹ thường tập trung đông nhất tại California, Texas hoặc Washington. Học chương trình gì và khả năng tài chính của gia đình mình có thể chi trả trong mức nào. Sau đó thì bạn tiến hành nộp hồ sơ cho các trường để xin thư mời nhập học. Nếu bạn đã thắc mắc về lựa chọn của mình thì bạn chỉ cần nộp duy nhất vào một trường. Nếu không thì bạn có thể nộp cùng lúc 2 hoặc là 3 trường để có thời gian cân nhắc thêm về lựa chọn của mình. Sau khi nhận được thư mời nhập học và E20 của trường mà bạn đã đăng ký, bạn sẽ chuẩn bị nộp visa và phỏng vấn visa du học với lãnh sự quán Mỹ. Khi nộp visa thì bạn cần phải đóng phí an ninh mạng và phí phỏng vấn cho đại sứ quán Mỹ. Tại Tân Đại Dương chúng tôi có các lớp học phỏng vấn. Lớp này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn khi trả lời phỏng vấn với lãnh sự quán. Trong buổi phỏng vấn, sau khi đặt các câu hỏi và lắng nghe câu trả lời từ bạn, lãnh sự quán Mỹ sẽ thông báo ngay kết quả phỏng vấn có visa hay không cho bạn biết. Và nếu có visa, bạn hãy tiến hành các thủ tục để lên đường nhập học. Nhưng nếu chưa đạt visa, bạn hãy chuẩn bị hồ sơ lại theo yêu cầu của lãnh sự quán và xin phỏng vấn lại. Lãnh sự không giới hạn số lần phỏng vấn của bạn và bạn có thể xin tái phỏng vấn bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên thì bạn nên xem xét thật kỹ lại hồ sơ của mình trước khi phỏng vấn lần 2 bạn nhé. Và hồ sơ du học Mỹ sẽ bao gồm những giấy tờ như sau. Thứ nhất là giấy tờ học bạ, bao gồm bằng cấp, học bạ hoặc bảng điểm. Thứ hai là giấy tờ thân nhân, bao gồm giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, passport, ảnh 5x5 nền trắng kèm file ảnh. Và thứ ba là giấy tờ tài chính, bao gồm sổ tiết kiệm, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, sổ đỏ,
giấy tờ đăng ký kinh doanh, giấy tờ thuế cho hoạt động kinh doanh của gia đình hoặc giấy tờ thuế thu nhập cá nhân. Thời gian để hoàn tất một bộ hồ sơ thì thường từ 4 cho đến 10 tuần và một số trường sẽ yêu cầu bạn nộp hồ sơ trước tháng 3 cho kỳ nhập học tháng 9. Vì thế bạn sẽ mất nhiều thời gian, khoảng 6 tháng cho quá trình làm hồ sơ du học. Và mọi thắc mắc về thủ tục hồ sơ, điều kiện xin visa du học Mỹ, các bạn hãy liên hệ ngay với tư vấn viên của Tân Đại Dương để được hướng dẫn theo các địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi ngay về số điện thoại 0838484879. Và các bạn lưu ý rằng Tân Đại Dương chỉ có văn phòng ở Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh, không có bất kỳ chi nhánh nào ở Hà Nội các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.